Bước số 7 là chúng ta sẽ chốt sale, tức là chúng ta sẽ chốt là chốt đơn đấy, đúng không? Chúng ta sẽ thông báo cho khách hàng biết về số lượng, về giá cả và thời gian giao hàng, và nhắc khách hàng lưu ý là 3 giờ chiều mai em ra hàng, anh chị nhớ nghe điện thoại, số hotline của bên em là số tứ quý như thế này hay số tam hoa như thế kia, đọc cho người ta luôn, anh chị lưu ý cái số đấy lại hoặc là lưu nhắn tin cho người ta đấy. Và chúng ta thống nhất như vậy, và sau đó chúng ta hãy nói lời cảm ơn để chúng ta chốt sale. Và sau khi chúng ta chốt sale xong thì chúng ta có thể có thêm những cái phần nghiệp vụ, như là chúng ta nhắn tin cảm ơn confirm qua SMS hoặc là qua Facebook message vân vân. Nếu mà chúng ta trước cái bước 7 mà chúng ta chưa chốt được sale thì chúng ta cần phải trao đổi thêm, thì chúng ta tiếp tục chat, chúng ta tiếp tục gặp nhau, chúng ta tiếp tục gửi email marketing vân vân, nếu mà chúng ta thấy rằng điều đó là phức tạp, đúng không? Bước số 8 là chúng ta bắt đầu đóng hàng và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Thế thì khi mà đóng hàng thì các bạn cần lưu ý, đúng không? Chúng ta nếu mà chúng ta quy mô lớn thì chúng ta có bìa các tông đẹp, có in ấn logo, hoặc là chúng ta có thể làm những cái con tem dạng tem mực ấy, là chúng ta đóng dấu của chúng ta vào rất là nhanh. Đó, trên bao bì thì có đầy đủ thông tin nhãn mác sản phẩm, địa chỉ người nhận. Đấy, rồi thì đồ dễ hỏng, dễ vỡ thì chúng ta cũng cần phải có thông tin như vậy để chúng ta thông báo với những cái đơn vị giao hàng. Bởi vì đơn vị giao hàng họ hay vứt hàng lắm, nên là hết sức nguy hiểm, bởi vì họ có thể là dẫn tới tình trạng bị gãy hay bị vỡ cái sản phẩm như vậy, nhất là những cái sản phẩm có giá trị cao hoặc là đồ dễ vỡ, đúng không ạ? Thì khi chúng ta đóng đi, chúng ta càng đóng đẹp, đóng cẩn thận, đóng chắc chắn thì càng tốt, thì khách hàng người ta nhìn thấy, người ta yên tâm và người ta ít khi mở ra, và người ta có thể là nhận hàng ngay và cho người ta trả tiền. Nhược điểm là mình đóng kỹ như thế thì mình sẽ tốn thêm nhiều thời gian hơn một chút và tốn tiền băng dính nữa, đúng không ạ? Tiếp tục, sau khi chúng ta đóng hàng xong thì chúng ta bắt đầu tổ chức ship hàng. Tổ chức ship hàng thì các bạn, nếu mà các bạn nhiều đơn thì các bạn sẽ ký hợp đồng với các bên đơn vị giao vận lớn như Viettel Post hay là VNPT hay là Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm hay là 247 vân vân, rất nhiều các đơn vị. Thế còn nếu mà các bạn ít thì các bạn có thể có thuê ship ruột, hoặc là các bạn có thể lên người tìm ship, ship từng người, những cái group chuyên nhận chạy ship đấy. Các bạn tìm người, các bạn đi giao, hoặc là các bạn trực tiếp đi giao, tùy vào cái quy mô và cái việc ứng dụng của các bạn. Đấy là cái bước về ship. Nhưng mà cái bước này tôi xin lưu ý với các bạn này, cái người đi ship cho chúng ta, các bạn phải hết sức là lưu ý. Nếu mà đối tác hay là người thân hay là người của mình thì các bạn cần hết sức để lưu ý nè. Cái nhân viên đi ship là phải lịch sự, phải chuyên nghiệp, là phải cẩn thận, phải sạch sẽ, phải đặc biệt là phải đúng hẹn. Đấy, và mình phải thông báo cho cái người mà nhận đơn hàng đó là đến ngày này, giờ này là các anh chị sẽ nhận được hàng. Và lưu ý nghe điện thoại, bởi vì đôi khi nó bận, đúng không? Thí dụ như tôi như này, tôi ngồi đây bây giờ chẳng hạn có điện thoại gọi đến thì tôi không nghe, bởi vì tôi đang rất là bận, tôi đang làm công việc. Thì như vậy bạn có thể bị lỡ mất một cái đơn hàng. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Đấy là cái bước số 10, là gọi điện thoại, gửi tin nhắn Facebook hoặc gửi tin nhắn SMS hoặc tin nhắn Zalo vân vân, rất nhiều các kênh, thông báo cho khách hàng trước khi giao hàng, đảm bảo rằng là đấy, tôi đang có người giao này, giờ này tôi sẽ giao này, vui lòng nghe điện thoại và nhận hàng, số tiền là như này, cảm ơn. Làm như thế để làm gì? Để thứ nhất chuyên nghiệp, thứ hai cẩn thận, và thứ ba là sàng lọc những cái thằng vớ vẩn đi. Đến cái giờ đấy mà mình gọi mà vẫn thấy có thằng tò tí te thì mình có thể là giảm được cái đơn đi bằng cách là mình loại trừ nó ra, bao giờ mình gọi được lại thì mình mới tiếp tục. Còn nếu mà mình cứ đi phát thì đấy, phát đi rồi lại phát về thì mình mất công, đúng không? Ok. Bước số 11 thì cần phải lưu ý là ship đúng giờ, ship đúng hẹn. Đặc biệt là phải dạy cách ship nói chuyện với khách hàng, shipper ấy, những người đi giao hàng là chúng ta. Nhất là ship ruột hoặc là ship của Giao Hàng Nhanh hay của những cái đơn vị hay Grab, Grum gì đấy. Ví dụ em ơi, em đi ship cho anh cái sản phẩm này cho cái anh khách hàng này nhá. Anh này anh rất là VIP này, anh là bạn của thầy Phan Anh này. Thì em phải nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, nhà em ghi vào giúp anh. Đấy, thế thì như thế mình dặn, có thể người ta quên hoặc người ta không làm được tốt nhưng mình kỳ vọng, nhưng mà người ta sẽ có ý thức. Và đặc biệt là đối với những người mà có kinh nghiệm tốt, những người ship mà có tâm hoặc là người ta có trách nhiệm, người ta sẽ làm đúng yêu cầu của mình. Đặc biệt là nhất là cái ship ruột của mình nữa, hoặc là nhân duyên của mình nữa,
thì cái việc chào hỏi, việc nhắn tin, việc gọi điện của shipper, của người giao hàng đấy đối với khách hàng cũng rất là quan trọng. Nó cũng sẽ quyết định được cái việc là khách hàng có mua hàng hay không. Bởi vì nếu mà thằng ship mà ăn nói cộc lốc, đến thì trông nhếch nhác, thì nhanh nhanh chóng chóng đòi tiền, thế thì có thể nó sẽ tạo ra một cái phản cảm và thôi đấy, mày mang về đi, tao không mua nữa. Thì như vậy, cái người thiệt thòi nhất là người bán hàng thì chúng ta. Bởi vì chúng ta bỏ tiền làm quảng cáo, chúng ta bỏ tiền đăng bài, chúng ta bỏ tiền thuê nhân viên đóng hàng, chúng ta bỏ tiền thuê nhân viên ship, đến lúc chúng ta thu cái chi phí đấy lại là cái việc giao hàng thì lại không thành công. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng. Bước tiếp theo, bước tiếp theo là bước số 12, là các bạn sau khi ship xong thì các bạn sẽ cập nhật đơn hàng. Cập nhật đơn hàng là như thế nào? À, ví dụ ship thành công thì lưu lại đây, anh Phan Anh ship thành công rồi, ok, tích. Để làm gì? Để sau này mình chăm sóc khách hàng sau bán. Anh Phan Anh chưa giao hàng thành công, rồi tích vào đây, cho vào cái phần chưa giao thành công. Và phải có lý do tại sao, ví dụ không gọi điện được, hay khách chê đắt, hay khách đi nước ngoài, hay khách đi du lịch, hay khách không có ở nhà, vân vân. Thì mình có thể sẽ tổ chức việc phát lại, tổ chức việc chăm sóc khách hàng lại. Dù bán được nữa hay không bán được nữa, cho khách đã mua hay là cho khách chưa mua, thì chúng ta đều phải có dữ liệu nắm bắt như vậy. Bởi vì tôi nói các anh chị nghe này, bản chất suy cho đến cùng đấy là sự hài lòng của khách hàng. Và nếu mà khách hàng người ta hài lòng, người ta sẽ tiếp tục mua hàng của mình, người ta tiếp tục ủng hộ cho mình. Đấy, hoặc là người ta chưa mua hàng của mình nhưng người ta thấy mình cách mình hành xử rất là chuyên nghiệp và tử tế, có đạo đức, thì người ta sẽ mua hàng. Đấy là cái lời khuyên mà tôi muốn nói với các anh chị và các bạn. Tiếp tục bước số 13, đối với các đơn hàng thành công thì sau đó các bạn về nhà các bạn chăm sóc khách hàng bằng cách gửi tin nhắn SMS, tin nhắn Facebook, tin nhắn Zalo, tất nhiên là một trong số đó, hoặc là email marketing, chứ không phải là tất cả. Còn nếu mà các bạn gửi tất cả được thì rất tuyệt vời. Thì lúc đấy các bạn có thể cài một cái phần mềm CRM, 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 phần mềm quản lý mối quan hệ và chăm sóc khách hàng, thì nó có thể tự động gửi. À, ví dụ như bạn đặt đơn hàng phát là xin cảm ơn Phan Anh, đúng không? Bạn nhận được hàng là cảm ơn bạn đã nhận được hàng, xin chúc các bạn này, chúc các bạn kia, thì nó rất là chuyên nghiệp. Nhưng điều đấy cũng đồng nghĩa việc là các bạn sẽ tốn chi phí hơn. À, thì tin nhắn đấy các bạn có thể sử dụng các dịch vụ trên mạng, nó cũng không đắt đâu, chỉ vài trăm đồng một tin thôi, các bạn có thể tự làm được, không cần thiết phải doanh nghiệp lớn mới làm được. Hay email marketing các bạn gửi bắn, các bạn học cái khóa email marketing của thầy Phan Anh đi, có một cái khóa email marketing pro cơ bản đấy, các bạn có thể làm. Đấy là một số cái lời khuyên của tôi. À, còn nếu không thành công thì mình bắt đầu lưu số lại, mình bắt đầu mình hỏi tại sao anh ơi, tại sao chị ơi, em xin phép được giao lại lần sau. Bởi vì mình đừng có bỏ đi cái khách đấy, mình bỏ đi cái khách đấy rất là phí. Lý do là nếu mà cái khách đấy người ta không mua hàng, mình người ta cũng đã biết mình cũng đã chăm sóc người ta rất là kỹ rồi, và chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa thôi, người ta sẽ mua hàng. Còn kể cả tệ nhất họ không mua hàng thì xin lỗi, các bạn cũng đừng lên Facebook chửi người ta là con mặt này, thằng mặt kia. Vì tôi thấy rất nhiều mẹ là bán hàng là lên chửi khách ghê lắm. Xong rất nhiều mẹ khác vào có vẻ rất đồng cảm. Tất nhiên tôi cũng không đánh giá gì cả, nhưng mà theo quan điểm của tôi, và tôi cũng hiểu là các mẹ, các chị bán hàng online cũng rất là bức xúc gặp những khách hàng đặt hàng nó sướng mồm, chuyên bom, rồi chuyên mặc cả kỳ kèo. Cái chuyện đó là có, tôi hiểu. Tôi rất hiểu, bởi vì tôi là thầy của các bạn, mà tôi đi dạy bán hàng online bao nhiêu năm nay thì bản thân tôi bán hàng quá kinh khủng luôn. Bản thân tôi cũng bán hàng rất nhiều, tôi hiểu. Nhưng mà chúng ta cũng để những cái đấy, bởi vì khách hàng nó cũng có người này người kia, xã hội cũng thế. Ok, chúng ta đừng có lên, chúng ta có thể là tích cực nữa lên. Tôi thấy nhiều người chửi, quan điểm của tôi là không nên nhá. Tiếp tục, bước tiếp theo là bước số 14 là chăm sóc khách hàng và kết thân với khách hàng. À, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách là đấy, lấy số điện thoại rồi, kết bạn Zalo rồi, kết bạn Facebook rồi, đưa khách hàng vào group kín chăm sóc rồi, lâu lâu tổ chức offline rồi. Nếu khách mua quần áo đẹp thì anh ơi, chị ơi, cho em xin cái ảnh feedback của con chị, của chị, của anh nhà chị, đúng không? Họ mua sản phẩm của mình. Đấy, chị dùng sản phẩm của em, chị dùng xong da có đẹp không, chị cho em xin cảm nhận, và đăng những cái đấy lên. Thậm chí là gì, gặp họ, xin họ review, xin họ đánh giá, xin họ quay video phỏng vấn, tất cả những thứ đấy rất chất lượng các bạn nhé, rất chất lượng đấy. Và bước số 15 là bước cuối cùng, đấy là gì, mình tiếp tục chào hàng, tiếp tục tái bán để khách hàng tái mua.
Bởi vì sao? Cuộc kinh doanh ấy, muốn thành công, muốn kiếm được tiền ấy, là phải từ những khách hàng tái mua. Khi mà người ta dùng sản phẩm, người ta thấy hài lòng thì bắt đầu người ta quay trở lại. Đấy cũng là một chiến lược. Thế còn có những cái chiến lược của mọi người là đi theo chiến lược hớt váng, là người mỗi người chỉ mua một lần thôi, nhưng mà liên tục cào những khách mới. Đấy cũng là một cái cách ok, đúng không? Thì nhớ rằng là gì, sự hài lòng của khách hàng, sự vượt xa cái kỳ vọng mong đợi của họ, thì các bạn sẽ có được cái uy tín, có được cái feedback tốt, và sẽ có được cái sự tái mua, sẽ có được những lời giới thiệu của khách hàng A cho khách hàng B, khách hàng C, để họ tiếp tục tìm đến mình. Còn nếu mình không làm được cho họ hài lòng, không làm cho họ được vượt xa cái sự kỳ vọng, thì chắc chắn là các bạn sẽ không thành công đâu. Các bạn có thể vẫn sẽ bán được hàng, vẫn sẽ kiếm được tiền, nhưng mà để tái mua, để trở nên kinh khủng thì rất là khó, đúng không? Đấy là kinh nghiệm của tôi. Và mình kết hợp giữa cái việc là vừa cào khách mới và vừa tái mua cho khách hàng. Và nếu mà các bạn cần cái kỹ năng này tốt hơn về cái kỹ thuật mà sale truyền thống, chăm sóc khách hàng, thì các bạn có thể học cái bộ khóa học của tôi là King of Sale by Phan Anh. King of Sale là vua bán hàng. Cái bộ đấy tôi quay cũng rất là kỹ, cũng khoảng 70 video. Và sắp tới tôi còn bổ sung thêm rất là kỹ về cách nhìn nhận bán hàng, quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng, quy trình chốt sale các loại khách hàng, vân vân. Thì các bạn có thể xem thêm cái bộ khóa học đấy để mình hoàn thiện hơn cái kỹ năng bán hàng, đúng không? Thế thì đấy là một số những cái gọi là quy trình chốt sale cho cái chủ shop khi mà khách hàng bắt đầu comment trên Facebook fanpage của các bạn, được chưa ạ? Quy trình này bao gồm 15 bước để tôi vừa trình bày với các bạn. Thì các bạn xem và các bạn áp dụng vào cho mình. Các bạn có thể viết lại và các bạn tạo thành quy trình cho mình và áp dụng, kể cả làm lớn hay làm nhỏ, các bạn cũng đều nên làm như vậy. Vâng, chắc chắn rằng nếu mà các bạn áp dụng quy trình này, tôi tin rằng cái việc kinh doanh sẽ cải thiện rất nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học quy trình 15 bước chốt sale cho những chủ shop bán hàng ở trên Facebook nói chung, và cho tất cả mọi người quảng cáo kinh doanh bán hàng ở trên mạng nói riêng. Xin chào và xin gặp lại các anh chị. Xin cảm ơn. Bye bye.